Chị sò đấy. Ui, đùi to ấy. Xì. Trời. Ăn xin à? À, đây không có gì đâu. Đi đi nhá. Đi đi. Đi đi. Dạ không, anh bán em xong cơm, em có tiền. Ăn cơm, có tiền đâu. Chị sò ấy nhỉ, đã đang chụp à? Thôi, đứng đợi tí nhá. Ăn này thôi cho đủ chất nhá. Anh ơi, suất cơm của em hết bao nhiêu tiền ạ? Suất cơm chú à? 50. Ơ anh ơi, suất của em có mấy miếng thịt cùng một ít rau thôi mà. Chú buồn cười ba lằng nhằng. Cơm văn phòng bình thường 50 là đúng. Giá mặt trà chung thôi. Nhưng mà anh ơi, một ngày em đi xin cũng được mỗi 50.000 nữa. Anh giảm giá cho em được không? Mày quỷ à? Hả? Tao tát cho phát cho bỏ ở đây bây giờ. Như nào? Xin anh, em trả tiền. Nhà anh có đưa tiền lên tao tát cho phát. Mày tưởng mày ăn xin tao là tao thương mày à? Tao thương mày ăn thì tao đồ láo vô lưu. Này này, cái ông kia, ông làm ăn vớ vẩn cái gì đấy? Suất cơm của tôi có 30.000 mà ông lấy của cậu ấy 50.000 à? Lấy việc nhà mày à? Hả? Thái độ gì đấy? Tôi trả cho cả của cậu ấy với tôi tổng có 80.000 gì? Đây, tiền đây. Được quá nhỉ? Trả hộ luôn à? Được. Sao anh coi thái độ gì đấy? Đấy chết, em nhớ tay. Anh làm gì mà nóng tính thế? Nhằng. Tỉnh. Bạn vẫn. Ai? Em. Lỡ tay. Thì nóng. Mặt tay thẳng. Sao? Tôi lấy 2 chai nước này, tổng là 16.000, còn 4.000 bo cho ông đấy. Sao cứ coi này? Đi. Mày nhớ ăn tao nữa. Giới thiệu với cậu nhá, đây là Hương. Em ấy hiện tại đang là sinh viên nên là chỉ làm bán thời gian thôi. Tại vì là đợt vừa rồi Mai vừa mới nghỉ để lấy chồng. Nên là tạm thời là em sẽ hỗ trợ cậu. Còn tớ là chắc chắn là tớ sẽ tuyển thêm người mới. Chào em. Rất vui được làm quen với em. Em chào anh ạ. Em phải cảm ơn anh chị. Nhờ có anh chị đã giải cứu em khỏi tay bọn bắt cóc. Không thì em lành ít dữ nhiều rồi ạ. Có gì đâu. Mình ra đường, mình thấy ai giúp được thì mình cứ giúp thôi. Đúng rồi đấy. Giới thiệu với em luôn nhá, đây là anh Kiếm Anh, bạn học cũ của chị. Trước đây là đầu gấu, cứng lắm đấy, nhờ về tay chị là chỉ có mềm ra thôi. Cải thật đấy. À, buổi trưa ấy, thì em cứ mang cơm đến đây ăn, hoặc là đi ăn ở mấy quán quanh sân hương mình này. Chị thấy là cũng vừa rẻ, vừa ngon nữa. Không nói em đi làm ở gần đây, nên là ăn ở quanh đây, nhưng mà chán lắm chị ạ. Ồ, sao thế? Đồ ăn không chất lượng hay làm sao? À, không phải đâu ạ. Tại vì cái ông chủ ở đấy cứ bắt chẹt cái cậu ăn xin một cái suất cơm mà hẳn 50.000, có vài miếng thịt, còn lại toàn mấy cọng rau thôi. Chắc là quán mới mở chứ, ở quán đây làm gì có ai như vậy nhỉ? Em không rõ nữa, nhưng mà ông ta quá đáng lắm chị ạ. Em thấy thế, nên là trả luôn cho cậu ấy cho xong chuyện. Sao lại có những người làm ăn như thế được nhỉ? Được rồi, tớ sẽ xử lý ông ta. Chiều nay khi đi về, em đưa chị qua quán đó nhé. Vâng ạ. Cách gì thế? Mai cậu đi về tớ. Đây á, quán này đây à?
Cho tôi hỏi là ở đây ai là chủ quán ấy nhở? Tôi đây. Có chuyện gì? Ở nhà anh bao nhiêu tiền một suất cơm? 30.000 suất, lấy mấy suất? Chuyện là tôi tính là đặt ở nhà anh 200 suất cơm mỗi ngày, mỗi suất 50.000. Nhưng mà trong cái thái độ của anh có vẻ như là không muốn bán lắm hay sao ấy nhỉ? Dạ, không, em làm gì có ý đấy đâu ạ. Chị cứ nghĩ thế nào thôi. Nhưng mà chị ơi, hôm nay chị báo gấp quá, chắc là nhà em lại không kịp làm 200 suất nữa rồi. Vấn đề là cậu có thể chuẩn bị cho tôi được đều đặn 200 suất cơm mỗi ngày không? À, ui, có chứ. Chỉ cần chị báo trước hôm nay thôi, mai chị đến lúc nào chị sẵn lấy, mang vặt đi. Được, vậy thì chúng ta đi nhá. Chị sao nữa? Nhưng mà chị đặt cơm số lượng nhiều thế thì chị nên đặt... Cậu nghĩ tôi là loại người gì mà nói chuyện tiền nong với tôi? Cậu nghĩ tôi không có tiền đấy à? Dạ, chị em làm gì cái đấy, chị lại nghĩ rồi. Chỉ là em sợ... Sợ cái gì? Sợ thì đừng bán nữa, nghỉ bán đi. Dạ, dạ. Cậu nhìn xem, tôi là loại người gì? Tôi không rảnh để có nhiều thời gian ngồi đây làm vài bang chuyện linh tinh với cậu đâu. Dạ, em yên tâm rồi ạ. Thế bây giờ cậu có chuẩn bị được cho tôi 200 suất cơm mỗi ngày không? Ui. Để tôi còn đi quán khác. Chuẩn bị được, chị. Quán khác làm gì, còn em cơm ngon nhất cái khủng vùng này rồi. Ok, yên tâm, chuẩn bị được chị ạ. Được, thế thì có cần phải đặt trước tiền không? Dạ, không cần phải đặt. Cái này yên tâm rồi chị ạ. Ok dạ. Nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Đi. Anh chị đi ạ. Bùi Khánh Linh, chủ tịch công ty Vi Vũ. Ui, xịt xò. Ôi giời ơi, Linh ơi, cậu đặt gì mà tận 200 suất cơm thế? Chị ơi, sao chị đặt nhiều thế ạ? Tôi đã suy tính cả rồi. Trưa nay cậu đi cùng tôi nhá. Đi cùng cậu? Tới đâu vậy? Để làm gì? Cậu cứ đi đi rồi biết. Chị ơi, chị cho em đi cùng với chị được không? Cô cũng đi nữa thì ai ở lại trong cửa hàng? À, em hiểu rồi ạ. Cơm xong chưa em ơi? Khách sắp đến lấy rồi đấy. Anh ơi, cho cơm à. Nhanh cái tay lên. Anh chị đến rồi ạ. Đây, anh chị vào đây ngồi đợi em một tí. Cơm xong hết rồi, chỉ việc đợi lấy mang mà đi thôi. Em ơi, chuẩn bị cho anh nhá. Ông chủ này cũng giỏi phết đấy nhở. Chị quá khen, cho em làm uy tín. Bảo phát lắm luôn, nhờ. Để em chị. Anh gì nhở? Cho tôi 3 suất cơm. Ba suất. Em nhớ đâu, qua chỉ bảo em là chị lấy 200 suất cơ mà. Không biết là ông anh có nghe nhầm không chứ. Tôi nhớ là tôi chỉ bảo là ông anh có làm được cho tôi 200 suất cơm hay không thôi. Chứ tôi đâu có bắt phải làm đâu. Cô lừa tôi. Ác giả ấy thì ác báo thôi ông anh ạ. Cố mà bán cho hết 200 suất cơm kia đi nhá. Con chó này, mày lừa bố mày tưởng dễ à? Ai? Tôi kêu lên đây. Kêu lên á? Kêu đi, kêu to lên. Ở đây chả có ai ưa cái loại buôn bán xảo trá như anh đâu. Kêu to lên. Tôi sẽ gọi báo công an. Gọi công an á? Có bằng chứng không mà báo công an? Anh không cẩn thận ý là tôi kiện ngược lại anh đấy. Làm ăn thì phải có cái tâm. Buôn bán xảo trá có phải nghiệp quật đấy. Đi. Đúng rồi là kế của cậu hay thật đấy. Hóa ra chị dùng cách này để trừng chị hắn. Cao tay, cao tay. Cậu đúng là lắm mưu nhiều kế thật đấy. Có khen, có khen.
mà sau lần này hắn ta nhớ luôn, nhớ đời luôn đấy, bài học luôn đấy. Trời. Ừ. Láo à.